Là phía bên này của hàn của máy này, bên này là mình hàn, bên nào đứt ấy, bên này đứt còn bên này vẫn còn ngon lành. Cái này cái loại biến áp lọc cái sóng thì mình vẫn có, còn có cả cái nguyên luôn, nhưng mà đây là máy hàn nhé bạn. Hello bạn, bạn nhìn thấy không, đây chính là một cái cầu chì bạn ạ, 30A. 30A là mình nghĩ là ổn các bạn, 30A bây giờ mình tháo anh ạ. Vậy thì cái cầu dao này á, mình lấy để làm gì? Mình thấy có một cái này có lợi thì mình chỉ lấy duy nhất cái này thôi. Ra rồi. Đấy, đã ra. Bạn chỉ lấy duy nhất cái này thôi bạn. Lấy hai cái. Đấy, vậy là mình đã lấy hai cái nhá. Như vậy là cái này bằng đồng bạn ạ. Đây. Vừa phải á, nhét nó vào đây. Hoặc là mình lấy cái thanh cong cong này, nhét nó vào đây. Đây. Vừa khít luôn bạn. Bạn nhìn này. Mình đã gắn keo vô cùng chắc rồi. Rồi ở đây mình sẽ khoan một cái hốc vào đây. Đây. Cắt lên đây. Dài thoải mái luôn. Nhưng mà đây này, cái đầu này này, đầu cầm này. Buồn như thế này này. Cái này là phải cưa bớt này, cái ốc này, này quá dài luôn. Gắn vào đây. Thực ra là một cái bản lề. Mình cắt nó ra. Và bây giờ mình sẽ uốn nó. Dây 25, tức là 2,5 ly các bạn. Bởi vì tùy theo cái tôn dày hay mỏng, nhưng mà bạn cứ lấy 22 đến 25. Đây nha. Mình sẽ rũa này. Để nó sân nhấn xuống cho nó được đẹp đẽ nha. Bạn uốn nó hình như thế này nha. Sau đó mình sẽ để nó vào đây. Đấy. Bạn thấy chưa? Một cái cần khá là oai oăm. Rồi bây giờ mình sẽ vặn ốc lại này. Tất nhiên đúng về cơ bản của nó là bạn phải có mạch dimethizan đấy bạn. Đây là nguyên văn toàn bộ nha. Để cắm dây điện công suất lớn vào này. Đó. Nó vững chãi thôi, còn ốc này mới là ốc siết dây điện này. Ốc này ốc siết màu hàn này. Để cuối cùng nó ra đây, còn đây là cái công tắc nhấn này thì mình hiện tại mình chưa có dùng đến. Cái quãng cự ly của hai cái này là cũng không có xa lắm nhé. Hình thực ra là hình chữ L thôi bạn. Đấy. Mình sẽ để nó vào đây như thế này. Làm cho nó tiện bạc thì bạn đóng cái gỗ hình chữ L như thế này. Đấy. Rồi bắt một con L vào đây. Tiếp theo mình sẽ lắp con nó vào luôn này. Như thế này. Đấy. Sẽ vặn chắc con ốc này lại. Chắc bét luôn. Cái này cũng vặn chắc luôn. Rồi. Đấy. Cái này nó hơi cứng thì bạn nhả nó ra chút thôi. Còn ở đây nếu mà bạn cần thì bạn nối cái dây từ đây lại đây này. Bạn kiếm cái lò xo, bạn nối vào đây từ đây lại đây này. Bạn cứ cần. Hiểu không? Càng to càng tốt. Không cần quá dài, chỉ cần nó ngắn một lúc đoạn hồi đầu này mình tắt như thế này. Và bây giờ mình sẽ hàn, mình sẽ kết nối nó vào. Vào đây thì nó cũng không có quá chặt đâu bạn. Thấy chưa? Cũng đồng như này để nhét nó vào đây. Đấy. Cái này để chắn lại khi mình vặn ốc vào đây này. Chuyết dây bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp nốt vào đây này. Bỏ cái bên này á thì là vừa. Đấy. Là sao nó bỏ cái bên này, này cái lực nhấn xuống vừa đẹp rồi, tức là từ đây đến đây không có cao lắm, còn nếu bạn bỏ cái bên này thì nó hơi thấp một chút đúng không. Cái loại biến áp lọc cái sóng thì mình vẫn có, cực kỳ là nhác làm luôn, để lúc nào rỗi thì mình mới làm, tận dụng luôn cái đồ trong nhà mình có, chính là máy hàn mà, liệu có làm được hay không. Nhưng từ đây mà lại đến đây là 5V.
từ đây này lại đây là 4 × 7, 4 × 6 thôi. Nhưng mà mình nói ở đây, ý mình nói thì nếu mà bạn bạn làm cho nó mạnh mới khó, còn làm bạn làm cho nó yếu thì quá dễ. Có nhiều biện pháp để bạn giảm cho nó yếu đi, 5 vòng ấy chứ không phải ít đâu. Bình thường bạn quấn thì chỉ 2 vòng thôi, hoặc là 2 vòng rưỡi, 3 vòng gì đó đều chạy hết. Tình hình á là không có ấy bạn ạ, không có mạch dê lay của thời gian kim me, bạn hiểu không? Mình sẽ tận dụng cái này này, mình nháy này, mình sẽ nháy cực nhanh luôn ở đây, và mình sẽ cắm máy hàn vào đây. Đây là máy hàn này, và mình sẽ nháy bằng tay. Chỉ cần cảm nhận thì đúng cơ bản của nó là phải có mạch dê lay. Sẽ thử như thế này cho bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cục pin. Và bây giờ mình cũng không có kẽm luôn. Đây, mình không có kẽm nha bạn. Đấy, giật lên được. Rồi bây giờ mình dùng cái kẽm này, đang còn nguyên lành nha. Bây giờ mình sẽ hàn nó vào. Mình nhắc lại là cái này ấy, chỉ là thử nghiệm thôi. Còn bạn làm thật sự thì bạn phải dùng cái mạch thời gian, cái mạch tim me của nó. Bởi vì làm cái này nếu mà dùng bạn dùng pin đang còn điện. Thứ hai nữa là cái này nó cực mạnh. Cho nên cái này là phải cực kỳ nhanh tay này. Cực kỳ nhanh tay. Đây, bạn chỉ thò cái tay công tác vào đây này. Mình thò đây, mình nhấn một phát. Cực nhanh. Bạn hiểu không? Đấy. Chưa? Rồi, có ăn không? Nếu mà nhấn quá là nó thủng luôn á. Bởi vì nó siêu mạnh mà. Bóc ra còn khó hơn cái môi hàn bên kia. Bây giờ mình giật nha. Này, không ra này. Gì thế thế? Cần gì phải ấy đâu đúng không bạn? Này, phía bên cái hàn này là phía bên này của hàn. Bên này là mình hàn. Bên nào đứt? Ấy, bên này đứt. Còn bên này vẫn là còn ngon lành. Vậy môi hàn này có phải chắc không? Nên bạn phải mua cái mạch tim me. Phải nhấn như thế này này. Đấy,